23. Long tứ gia, như mọi khi đúng không? Ừ. Anh đợi một chút. Hay quá, hay lắm. Dạ mời anh. Nhanh lên. Cẩn thận đó. Nhanh lên. Biết rồi mà. Anh Paul à, chào anh. Tôi là Long Tứ ở Thương hội Hoàng Phố. Ông Phùng sai tôi tới đón anh. Anh Long Tứ, chào anh. Xin lỗi nha. Xin phép chút xíu. Anh Phao chào anh. Anh chào cậu. Anh Long có chuyện gấp phải làm. Tôi đưa anh tới gặp ông Phùng trước. À được. Mời. Ủa nè, cẩn thận đó, coi chừng. Ê, người Tây đó đâu rồi? Thì Quy nói đưa người Tây đó đi gặp ông Phùng trước rồi. Chạy lên đi, tới giờ rồi kìa. Đồ ngu, nếu để lạc người Tây đó, tôi cho mấy cậu biết tay. Vượt qua đi. Chặn hắn lại. Xuống coi thử đi. Tập trung vô. Nè, cẩn thận nha. Anh Phong, anh yên tâm đi. Anh là khách quý của chúng tôi. Đây là phương pháp an toàn cần thiết. Sao lại đưa tôi đến chỗ này? Không phải, phải đưa tôi đến gặp ông Phùng sao? Anh Bột, tôi là Tạ Chấn. Tạ Chấn? Tôi có biết cậu. Vậy thì tốt. Như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian không cần thiết. Tôi nói thẳng luôn. Lần này tôi đưa anh tới,
là tôi muốn nói với anh. Tôi hy vọng anh có thể hủy bỏ vụ mua bán vũ khí này. Cái gì? Đời không phải ý muốn của ông Hồng sao? Thầy của tôi đã thay đổi ý định rồi, cho nên sai tôi đi gặp anh. Tôi phải đi gặp ông Phùng để hỏi cho rõ thật ra chuyện này là sao. Anh sẽ không gặp được ông Phùng đâu. Nếu như anh còn không chịu quay về thì có lẽ chuyến này anh có đi mà không có về được rồi. Anh tự liệu mà làm đi. Lão gia, ta chẳng biết rõ thầy muốn làm vụ mua bán này mà nó dám ngang nhiên làm vậy. Nó hỗn láo với thầy lần này. Vậy sau này thầy còn mặt mũi gì nữa? Ta nhịn hết lần này tới lần khác, nó lại được nước làm tới. Muốn tạo phản sao? Ta còn chưa chết đâu. Lão già, thật ra con còn nghe một số chuyện không hay khác nữa. Nói. Con không dám nói. Nói đi. Có chuyện gì ta bảo đảm cho con. Dạ. Có người làm ở trong Ninh Viên nghe Tả Chấn nói với đàn em của nó, nói là thầy già hồ đồ rồi, sớm muộn gì cũng bỏ thầy thay triều đổi đại. Nó dám à? Năm xưa ta có thể cứu nó thì cũng có thể giết được nó. Gì chứ? Đã đưa người Tây đó đi rồi. Tên người Tây đó đúng là quá nhát gan mà. Chị Giang mới nói một câu thôi là hồn hắn chạy mất tiêu rồi. Em đoán á, hắn không dám quay lại nữa đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng mà ông Phùng sớm muộn cũng biết chuyện này. Sợ rằng lần này lại đắc tội với ông Phùng rồi. Nếu đã đưa ra quyết định này thì phải gánh chịu hậu quả của nó. Anh Hướng tới tìm tôi có chuyện gì? Nghe nói dạo này có nhiều chuyện. Tôi không quan tâm các người đấu đá. Tôi chỉ không muốn ảnh hưởng tới nhà họ Hướng. Dù sao người ta cũng là thầy cậu. Nhường một chút, nhịn một chút rồi cũng sẽ qua. Dù sao thầy cậu cũng đã già rồi, thiên hạ này cũng sẽ là của cậu thôi. Vậy tôi xin hỏi anh Hướng một câu. Nếu đúng như xảy ra chuyện thì anh định sẽ làm gì? Cậu đâu cần ép tôi làm gì. Cậu biết mà. Dù sao tôi cũng là Hướng hạng xuyên của Hướng gia. Chuyện của anh Đông và Cẩm Tú tôi cố gắng công bằng chính trực. Nhưng mà ở trong lòng tôi nhất định phải giúp em trai mình. Tôi không cần biết tốn bao nhiêu sức người, bao nhiêu sức của, tôi cũng phải giúp đỡ nó. Bởi vì nó chính là em trai của tôi. Tạ Chứng, cậu có từng nghĩ là nếu như Cẩm Tú theo cậu thì cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao? Cậu có chịu cùng cậu vào sinh ra tử, tắm trong mưa máu không? Lúc nào cũng phải sẵn sàng chết dưới lưỡi dao của kẻ thù hay sao? Cổ là phụ nữ, cổ nên lựa chọn một cuộc sống bình an. Đó mới chính là hạnh phúc. Vậy sao? Nhưng mà mỗi một người đều có tiêu chuẩn hạnh phúc của riêng mình. Sao anh lại biết tiêu chuẩn đó của anh? Nhất định là điều mà cô gái đó thực sự mong muốn chứ. Anh Hướng à, có một số chuyện anh không thể nào khống chế được hết đâu. Anh nên về đi.
Được. Cẩm Tú, tôi nhất định sẽ đem lại cho em cuộc sống bình an và hạnh phúc. Tạ Chấn, sao anh tới đây vậy hả? Tặng cho em. Có chuyện gì sao? Hôm nay tôi muốn mời em đi xem phim, ăn cơm, có được không? Ờ. Nhưng mà tại sao vậy? Tôi đang vui. Ồ, vậy được rồi. Vậy tôi cũng nể mặt đi với anh. À, hạt dẻ rang đây. Hạt dẻ rang đây. Anh chị mua ăn thử đi. Bán cho tôi một gói. Dạ được, đây. Nè, mới ra lò còn nóng đó. Tôi tự cầm được mà. Chỉ cầm giùm em thôi mà, đâu có dành của em đâu. Nhà hàng Nguyệt Nha. Hôm nay tại sao tự nhiên anh hẹn tôi ra ngoài đi ăn cơm còn đi xem phim nữa? Cẩm. Thưa anh, món của anh gọi đi. Cẩm Tú. Xin lỗi, dao đĩa dơ rồi, để tôi đổ bộ khác nha. À, không cần đâu.
đi lâu như vậy, bít tết nguội hết rồi. Cẩm Tú, hôm nay thôi. Nhân viên phục vụ nói đi lấy dao nĩa, sao vẫn chưa thấy đem ra nữa vậy ta? Anh à, món anh gọi đi. Đi mập. Bắt hắn lại. Đứng lại. Em có sao không hả? Sao tự nhiên lại có bom nổ vậy? Họ muốn hại tôi. Tôi đưa em về nhà trước. Hồi nãy có người muốn giết anh. Anh có sao không vậy? Em không cần phải lo. Chuyện của bản thân tôi sẽ tự giải quyết. Em đừng lo. Em phải cẩn thận đó. Mà hồi nãy ở trong nhà hàng đó, anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Là chuyện gì vậy? Không có gì. Lần sau tôi sẽ nói với em. Anh tôi nói hôm nay anh lại gặp nguy hiểm, hơn nữa còn đang ở cùng với Cẩm Tú nữa. Tạ Chấn à, không phải anh nói là sẽ không làm tổn thương Cẩm Tú nữa sao? Hả? Nhưng tại sao bây giờ tôi cảm thấy lời anh nói là không tổn thương mà anh vẫn làm cổ sợ vậy? Cô đang thẩm vấn tội phạm có phải không? Tôi không biết tại sao anh lại thích Cẩm Tú như vậy, nhưng tôi cảm thấy hai người không hợp nhau. Cẩm Tú là một cô gái lớn lên trong một gia đình truyền thống, tuy là cổ thông minh nhưng không phải kiểu người thích hợp ở bên cạnh anh. Nếu như anh thật sự thiếu phụ nữ, anh có thể tìm kiểu người như Kim Linh đó, không phải là Dinh Cẩm Tú. Tôi không thích hợp, không lẽ cậu thích hợp hay sao? Tạ Chấn à, không phải tôi muốn tranh giành với anh đâu, nhưng bây giờ tôi thật sự lo cho Cẩm Tú, lo cho sự an toàn của cổ đó. Anh phải biết bây giờ bất cứ lúc nào anh cũng sẽ gặp nguy hiểm mà. Như vậy sẽ khiến cho hạnh phúc cả đời của Dinh Cẩm Tú bị hủy hoại trong tay của anh. Tình huống anh đồng đó đúng là mặt dày quá mà. Đâu phải là hắn không biết cô Cẩm Tú là người phụ nữ trong lòng vậy ra, vậy mà cố tình tiếp cận người ta. Không lẽ Nhị Gia cứ mặc kệ sao? Anh đừng có nói nhiều nữa, Nhị Gia đang mệt. Tạ Chấn, cậu có từng nghĩ là nếu như Cẩm Tú theo cậu, cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao? Cậu có chịu cùng với cậu vào sinh ra tử, tắm trong mưa máu không? Lúc nào cũng sẵn sàng chết dưới lưỡi dao của kẻ thù hay sao đây? Cổ là phụ nữ,
cô phải nên lựa chọn một cuộc sống bình an. Đó mới chính là hạnh phúc. Cẩm Tú, tôi không sợ trời, không sợ đất, chết cũng không sợ. Còn sợ cái gì chứ? Bây giờ tôi mới cảm nhận được thế nào gọi là nhớ nhung một người. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tôi không muốn mình phải trải qua cảm giác này nữa. Tôi nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ cho em. Phải đuổi được người giật ra khỏi Thượng Hải. Tôi nhất định sẽ làm được. Mày có nói không? Hắn vẫn không khai. Có phải ông Phùng không? Anh đoán ra rồi à? Chuyện của người ta vừa kết thúc thì tôi liền bị tấn công. Ngay cả bến Thượng Hải này cũng chỉ có ông ta dám ra tay mạnh như vậy thôi. Vậy chứ? Vậy sau này mình phải làm sao? Ông già đó chưa trở mặt với tôi, chứng tỏ là ông ta còn điều nghi kỵ. Nhị gia, ông Phùng đó mưu sâu kế hiểm, quỷ kế đa đoan. Em đang nghĩ mình có nên ra tay trước hay không? Dù sao thì cũng vẫn là thầy của tôi. Hơn nữa năm xưa ông ta đã cứu tôi một mạng. Nếu như chúng ta công khai đối đầu với ông ta, tất cả mọi người đều cho rằng tại chấn tôi bất nhân bất nghĩa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy tỉnh khác động. Ông ta không động, chúng ta cũng không động. Nhưng mà cứ làm như vậy đi. Đã lệnh xuống dưới, thời gian này anh em làm việc phải cẩn thận một chút. Còn nữa, kêu Thiệu Huy đừng đá biển, hãy trở về Ninh Dương để phòng lúc cần người. Dạ. Vậy dạ, còn người trong đó giờ xử lý làm sao? Nhốt lại đi. Nhớ kỹ, đừng để bất cứ ai biết chuyện hắn ở Ninh Diên. Ừ. Tạ chấn, cầm đi, đủ cho em ăn thoải mái rồi. Ừ. Nhớ kỹ, phải chăm sóc tốt bản thân mình đó. Mấy món này ăn từ từ thôi, nhưng mà không được ăn tham quá, không được bỏ bữa, cũng đừng làm việc quá sức. Cẩn thận nha. Tả chấn làm vậy là có ý gì chứ? Nghĩ vui vẻ nha. Tặng em nè. Sao lại tặng qua cho tôi? Em quên hôm nay là thứ mấy rồi sao? Hôm nay là chủ nhật đó. Chủ nhật mà em ở nhà là thành lạc hậu rồi. Nhanh lên, nhanh lên, ra ngoài đi dạo với anh đi. Đi đâu vậy? Ừ? Có phải em muốn ăn gì không? Có hạt dẻ rang không? Cái gì? Không có gì. Ây da, không có gì thì vào xem đi.
Cầm đi, đủ cho em ăn thoải mái rồi. Nhớ kỹ, phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đó. Nhớ cẩn thận. Em bị làm sao vậy? Tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi muốn về trước. Được, vậy thì mình về. Ừ. Sao hôm nay em giống như là người mất hồn vậy? Em sao vậy? Không có gì. Tôi cứ có cảm giác hình như có người đang theo dõi tôi. Mấy bữa trước, lúc tôi đang ngồi ăn cơm với Tả Chấn, có người đã đặt một trái bom hẹn giờ dưới gầm bàn. Cũng may là không sao. Hôm nay Tả Chấn tới tìm tôi, nói mấy câu không hiểu ý gì. Có phải anh sắp xảy ra chuyện gì không? Yên tâm đi, Thượng Hải này có mấy người dám đụng vào Tả Chấn, cho nên nhất định anh sẽ không sao đâu. Chỉ cần em đồng ý thì cả đời này em cũng không cần phải tự tay cắt thịt bò. Thì ra bản nhảy bí ẩn của em không phải là Hướng Nhị Thiếu, mà là Tả Nhị Gia tiếng tăm lừng lẫy của thương hội Hoàng Phố. Mọi người đều nói trước nay Tả Nhị Gia chưa từng nhảy với cô gái nào hết. Trước giờ tôi chưa từng nấu ăn cho phụ nữ, đây là lần đầu tiên. Vậy sau này anh phải nấu thường xuyên đó. Anh nấu ăn ngon vậy mà. Em muốn thường xuyên ăn món tôi nấu sao? Cầm tú, em đã đủ ngốc mà. Sao anh lại tới đây vậy? Cho dù là ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được em. Tôi nói rồi, tôi muốn em ở trong thế giới của tôi. Không có bất cứ ai có thể đưa em ra khỏi thế giới của tôi. Tả Chấn làm mình hiểu ra, tình cảm hoạn nạn có nhau này mới là tình yêu thật sự. Hey. Em làm gì vậy? Đi đâu sao mà gấp gáp quá vậy? Tôi hiểu ra rồi. Tôi đã hiểu người tôi thật lòng yêu thương chính là ai rồi. Thì ra tôi đã yêu anh từ rất lâu. Em nói Tả Chấn sao? Tôi vẫn luôn nhớ ảnh, vẫn luôn lo lắng cho ảnh. Trước đây tôi cứ nghĩ tôi không thể yêu một người giống như ảnh được. Nhưng mà tôi đã yêu ảnh rồi. Cho dù tôi gạt tất cả mọi người, nhưng cũng không gạt được bản thân mình. Tôi muốn tới Ninh Viên. Tôi yêu ảnh. Tôi muốn nói ảnh biết tình cảm của tôi. Nói với ảnh tôi muốn ở bên cạnh ảnh. Cầm Tú, em cũng đã tìm được đáp án trong lòng của mình. Dũng cảm theo đuổi thứ mà bản thân mình muốn có. Còn anh, anh có thể tiếp tục gạt mình dối người không đây?
Cô Cẩm Tú à, xin lỗi cô, dì Gia không có ở đây. Sao lại không có ở đây chứ? Anh gạt tôi. Anh nói với ảnh, tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp ảnh mà. Nếu cô có chuyện gì cứ nói với tôi, đợi chừng nào ảnh về tôi sẽ chuyển lời lại giúp cô. Chuyện này rất quan trọng, tôi nhất định phải tự nói với ảnh. Tôi xin anh đó, anh kêu ảnh ra đây giùm tôi đi. Dì Gia không có đây thật mà. Dì Gia, làm vậy liệu có đúng thật không? Phòng nghiên cứu số 5. Đang giờ làm việc, sao ngẩn ngơ vậy? Có chuyện gì không vậy? Công ty không nuôi người lười. Nếu cô thích ngẩn ngơ thì rời khỏi công ty đi. Tôi nghĩ cô không có tư cách dạy dỗ nhân viên. Tại sao không thể? Tôi cũng là cổ đông của công ty. Cô Ân à, vậy là cô chưa biết rồi. Sáng ngày hôm nay, chức vị cổ đông của cô đã bị bãi bỏ. Đã làm xong hết chưa? Được rồi, cứ như vậy đi. Sao anh bãi bỏ chức vụ cổ đông của em ở Mỹ qua? Anh không thèm nói với em lời nào. Anh có biết hôm nay em mất mặt lắm không? Người ta đuổi em ra khỏi đó đó. Có lẽ là em biết tại sao anh làm vậy mà. Em không biết. Lần trước em nói với anh, em không muốn làm con chim hoàng yến ở trong lòng. Kêu anh đừng sai người đi theo em. Anh đã làm rồi. Sau đó, mọi việc mà em làm, anh đều không hay biết. Nhưng mà không sao, chỉ cần em thấy vui là được rồi. Nhưng mà tự ý làm càng cũng có giới hạn. Vượt qua giới hạn này rồi thì mọi chuyện sẽ khiến người ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Em không biết anh đang nói gì hết. Để anh nói đơn giản một chút, anh không biết em có quan hệ gì với người Nhật Bản, cũng không biết thật ra em muốn làm cái gì. Nhưng mà từ nay về sau phải cắt đứt tất cả quan hệ với người Nhật Bản. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không tìm cô thì cô không được tới tìm tôi. Không còn gì đáng giấu nữa, họ biết hết rồi. Hướng Hằng Xuyên đã biết mọi chuyện, thậm chí ảnh bỏ chức vụ cổ đông của tôi ở Mỹ qua luôn kìa. Vậy à? Dù gì anh cũng nghi ngờ tôi rồi, tôi không thể làm việc cho anh nữa. Cô lo lắng vậy làm gì? Tôi lo lắng hả? Tôi không lo lắng được sao? Với năng lực và địa vị của Hướng Hằng Xuyên, nếu anh muốn điều tra, anh sẽ nhanh chóng điều tra ra chuyện này. Nếu như anh biết quá khứ của chúng ta thì không thể ở bến Thượng Hải này được nữa đâu. Tóm lại tôi không thể làm việc cho anh nữa. Anh tha cho tôi đi. Nếu như anh cần có tiền, tôi có thể đưa anh tất cả tiền để dành. Đó không phải là con số nhỏ. Nếu anh cảm thấy không đủ, tôi có thể đi gom. Anh muốn bao nhiêu cứ nói ra con số đi. Cô còn tưởng là cô có tư cách ra điều kiện với tôi sao? Tóm lại tôi không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa. Tôi muốn tự do. Tôi không muốn ngày nào cũng phải đeo mặt nạ nữa. Tự do? Ah!
Đã nhìn thấy chưa? Mỹ Tưởng, đã nhìn thấy chưa? Khi cô chấp nhận xăm hình xăm này, thân thể linh hồn cô đã được bán cho đế quốc chúng tôi rồi. Tôi cho cô phấn son lụa là, cho cô làm người phụ nữ xinh đẹp nhất bên Thượng Hải. Nếu như tôi không vui, tôi cũng có thể biến cô trở về làm con chó săn của đế quốc. Con chó săn của đế quốc. Thật ra tôi đã làm sai chuyện gì? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sẽ không để các người khống chế nữa. Ngân thiếu gia, chị Châu xảy ra chuyện rồi, anh mau đi xem đi. Cô tìm tôi làm gì? Đi tìm anh Hướng đi. Nhưng mà cả đêm chị Châu chỉ gọi tên anh thôi. Chị ấy cắt mạch máu tự sát đó. Minh Châu, Minh Châu à, sao em lại làm như vậy? Cút đi. Minh Châu, cút đi. Minh Châu à, Minh Châu nói cho anh biết thực ra là có chuyện gì. Anh mặc kệ tôi, mặc kệ tôi. Minh Châu, Minh Châu à, dù có xảy ra chuyện gì, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, cho dù phải chết. Anh Hướng, Minh Châu có nhà không? Dạ, chị Châu đang... Anh Đông, anh tránh đi chỗ khác đi. Anh không muốn, ngay cả chết anh cũng không sợ. Anh nghe em nói, cuối cùng anh vẫn là nhị thiếu gia. Em không thể hại anh nữa. Em xin anh, em xin anh, em cầu xin anh. Em sao vậy? Lại nổi nóng sao? Em sao vậy hả? Em bị thương rồi. Gần đệ, mẹ xuống tới. Dạ. Đi, anh dìu em xuống dưới. Nè, cẩn thận đó. Em bị sao vậy hả? Nè, từ từ thôi. Lần trước chuyện sổ sách ở bến tàu có vấn đề, cậu giải quyết rất kịp thời. Ta nghe nói cậu phái người canh chừng phòng sổ sách 24 giờ một ngày, chưa tới 3 ngày đã tìm ra kẻ giở trò rồi. Chỉ là lời đồn đại thôi, điều tra mất nửa tháng tròn. Đó. Anh em thì Huy đã âm thầm điều tra khoản thu nhập của người ở phòng sổ sách mới điều tra rõ chuyện này. Cậu không cần kể công đâu. Là trách nhiệm của con. Ta muốn giao kho đông và kho tây lớn nhất của thương hội để cho cậu quản lý. Kho hàng đó trước giờ của Long Tứ quản lý mà. Sổ sách rối tinh rối mù lên hết rồi, Long Tứ còn không thèm ngó ngàng. Đừng trách ta giao cục nợ này lại cho cậu. Gánh nặng này của thương hội sớm muộn cũng phải để cậu gánh thôi mà. Nếu như thầy đã dặn dò vậy thì con xin nhận, con sẽ nhanh chóng giải quyết.